Bây giờ mình vừa mới xuống rồi và mình thấy ở phía mình có thể là lên tầng 5 thôi, và mình là cái tầng đổ lên trên đó, đó là những cái tòa nhà mà cho người ta ở đó. Và bây giờ mình đang đi ra phía ngoài đó, và cái tòa nhà như mình thấy rất là cao, nhưng mà mình chỉ leo đến, người ta cho leo đến tầng 5 thôi. Các bạn có thể thấy này.